Năm nay, quận Bình Thủy được thành phố chọn làm điểm chỉ đạo công tác tuyển quân. Lễ giao nhận quân năm 2023 của quận sẽ được tổ chức tại Ban Chỉ huy Quân sự quận vào lúc 6 giờ 30 phút ngày mai 9 tháng 2 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Năm 2023, quận Bình Thủy được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố phân bổ chỉ tiêu giao cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 206 thanh niên. Đến lúc này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng giao nhận quân theo kế hoạch. Mọi công tác đảm bảo an toàn cho ngày lễ thì chúng tôi đã đặt lên hàng đầu. Công tác bảo vệ làm sao phải chặt chẽ, tổ chức cái lễ diễn ra là phải trang nghiêm, đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Là chúng tôi đã sẵn sàng cho cái ngày là lễ giao quân vào cái ngày 9 tháng 2 và vào ngày mai.